December 15, 2023. We are approaching the island Sao Vincent. Go to Santo, the city of Sao Vincent. Sao Vincent is an island about 30 kilometers long and about 8 kilometers wide, about 80 kilometers away from capital Sao Paulo. This is the mainland. Shipping.
ngày chắc ông ý drone này, ba nào có thấy cái này không, thấy cái máy bay này nè, cái này nè, cái này nè, cái thằng drone này nè. Ồ. Cái drone nó chụp hình đó. The Lord, the longest beach fun garden in the world. In the world. Đó, bắt đầu từ chỗ đó đó. Vậy cái thành phố này cũng hay chứ, cái Santos này cũng hay chứ. Cái nhà nghiêng nãy cái thằng đó nó đi nghe thấy không thấy nhà nghiêng đó, nó start từ cái khúc đó, nó all the way nè, thấy không, chạy đi hay cái đằng tuốt đằng kia luôn. Thành phố cũng lớn chứ. Lớn. Cái hải cảng này là một, hình như một trong cái ba cái port lớn nhất của tụi nó đó. Nè nè, chụp cho đi, chụp đi đây đó. Đi 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 đi. Đi thì hợp. Trời đi mà cứ. Có gì cũng slow slow. Nó cho bạn cross the river. Đi qua bên kia. Đi qua bên kia trái lên. Oh, Wi-Fi nè. Cô mới đi được xe bánh này chứ không không đi được xe bánh này đâu. Quên, tôi biết là đủ bà ấy mới đi tàu bà. Cái bà tàu không biết. Hai vợ chồng đi mà ngáo không biết. Ừ.
Nên thuốc thì da đen hay da trắng không phải không? Không, không da đen. Ok, muốn chữ như mà ở đây dây điện dây nhỏ tùm lum. Qua bên đường á, qua bên đường. Thì nó qua đường. À. Xuống đây đi, lát nữa đi tiểu đây. Ok. Let's go. Yeah. Có music nè. Đây là có music nè. Có music nữa. Live music. Cái gì? Có live music. Yeah. Chống cò lắm.
Hải Giang.